Và tại sao lại gọi là chọn gỗ Sơn Đông? Bởi vì khi mà đi rất là nhiều nơi thì cái tỷ lệ mà các bạn kia, các cái hãng kia mà dựng lên cái ghế thì nhìn cái tỷ lệ nó không có được hài hòa, các cái chi tiết nó không được sắc sảo. Thì sau khi tham quan cái showroom của gỗ Sơn Đông thì mới đi đến quyết định là chọn cái nội thất của gỗ Sơn Đông, vì nó có những cái ưu điểm, tức là nhà xưởng thì đủ cái năng lực để mà đáp ứng về tiến độ của công trình. Cái thứ hai nữa là các cái chi tiết của cái bộ ghế thì nhìn nó có một cái sự hài hòa, cho nên là quyết định là chọn cái sản phẩm của Sơn Đông. Xin chào tất cả quý vị, các bạn. Hôm nay tôi lại trở lại căn biệt thự nhà anh Lâm. Và hôm nay chúng tôi sẽ review một vòng từ dưới lên trên tất cả các sản phẩm nội thất mà đồ gỗ Sơn Đông đã hoàn thiện cho nhà anh Lâm. Và hôm nay chúng tôi sẽ xin một số ý kiến của anh Lâm về cái ý tưởng mà thiết kế nội thất và của anh. Và xin mời quý vị. Mình thấy anh là ở trong nhà rồi. Và trước tiên đây, quý vị hãy nhìn vào bộ cửa chính này. Đây là bộ cửa chính có thể nói là rất là khủng hiện nay. Tất cả những cái ván khung cửa này làm dày đến 7 phân hàng liền, rồi mình chạm nổi hai mặt. Khung thì dày, khung bao dày 10, bản rộng đến 28 cm. Những cái họa tiết chạm khắc này là mình chạm nổi. Đây nói một bộ cửa chưa đụng hàng với bất kỳ những cái căn biệt thự khác mà chúng tôi đã sản xuất. Vì cái khung bao này nó rất là dày, nó dày đến 10 phân và cái bản nó rộng cũng đến 28. Đây, mời quý vị vào trong. Đây. Em chào bác. Chào chú mày. Hôm nay lại ghé thăm bác. Rồi. Hôm nay bọn em đến để quay xin bác quay một cái video tổng thể về tất cả những cái sản phẩm nội thất ở trong gia đình mình. Và em cũng muốn hỏi một thêm một vài nét là bác lên ý tưởng để tạo cho mình một cái không gian mà từ nội thất gỗ tự nhiên, và đã lựa chọn vì sao bác lựa chọn cái đồ gỗ Sơn Đông để sản xuất và lắp ráp cho mình. Thực ra thì căn nhà này nguyên là một cái căn nhà cũ theo cái kiến trúc Tân Cổ Điển, nhưng mà lại là mái Thái. Thì sau 15 năm sử dụng thì nó bị xuống cấp và phải do cái kia nó lún nghiêng, cho nên là phải sửa chữa lại. Thì khi mà lên ý tưởng sửa chữa lại không lấy theo kiến trúc cũ nữa, và mọi người có nghĩ được thế theo cái kiến trúc là Tân Cổ Điển. Nhưng mà khi mà nghiên cứu cái Tân Cổ Điển thì thấy rằng là cái khí hậu nhiệt đới của thành phố Hồ Chí Minh mà làm theo Tân Cổ Điển thì phào chỉ ở bên ngoài nó nhiều quá, nó sẽ bị bụi bụi bám, nên lâu ngày vệ sinh nó khó. Nghiên cứu sang cái kiến trúc, cái kiến trúc nhà này bây giờ nó là kiến trúc Art Deco. Kiến trúc Art Deco thì được Pháp vào cái thời hưng thịnh vào năm 1920, là ở Pháp là rất hưng thịnh cái kiến trúc này và đã đưa sang Việt Nam, thì cũng có mấy cái ở ngoài Hà Nội. Thì cái đặc tính của kiến trúc Art Deco thì nó có một cái hay, tức là cái đường nét kiến trúc ở bên ngoài là bỏ đi phào chỉ rất là nhiều của Tân Cổ Điển, tạo thành những cái đường thẳng hình khối rất là dễ gây đổ. Và chính vì vậy mà khi mà lên cái không gian ở bên trong thì đi rất là nhiều nơi để lựa chọn cái nội thất gỗ cho nó phù hợp với cái kiến trúc ở cái kho này.
nó không phải là tân cổ điển, nó không phải là cổ điển, nó không phải là hiện đại. Thì nếu bây giờ ở nhà thì trước đây đã dùng những cái bộ truyện cách đây 15 năm, bây giờ cũng có bộ truyện nhưng mà không dùng được, bởi vì khi đưa có cái bộ truyện vào đây thì nó là cái kiến trúc mang tính chất Á Đông, không phù hợp với lại cái kiến trúc này. Cho nên là mới đi rất là nhiều nơi để lựa chọn cái trường phái là gọi là nó gọi là bộ ghế hoàng gia. Dạ. Vì bộ thực ra thì anh đi du lịch cũng rất là nhiều, khi mà sang các nước châu Âu thì thấy cái bộ ghế hoàng gia của họ nó không to như thế này đâu. Dạ. Vào cung điện Việt Xây cũng có những cái bộ ghế như thế này của vua ngồi ngày xưa, của gia đình của vua sống, nhưng mà cái ghế nó rất là nhỏ. Dạ. Mà nó là bằng da, nhưng mà bằng da thì nó lại không phù hợp với lại cái khí hậu nhiệt đới của thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là khi chọn cái gỗ mà giả da như thế này thì rất là đẹp. Và tại sao lại gọi là chọn gỗ Sơn Đông? Bởi vì khi mà đi rất là nhiều nơi thì cái tỷ lệ mà các bạn kia, các cái hãng kia mà dựng lên cái ghế thì nhìn cái tỷ lệ nó không có được hài hòa, các cái chi tiết nó không được sắc sảo. Thì sau khi tham quan cái showroom của gỗ Sơn Đông thì mình đi đến quyết định là chọn cái nội thất của gỗ Sơn Đông, vì nó có những cái ưu điểm là nhà xưởng thì đủ cái năng lực để mà đáp ứng về tiến độ của công trình. Cái thứ hai đó là các cái chi tiết của cái bộ ghế thì nhìn nó có một cái sự hài hòa, cho nên là quyết định là chọn cái sản phẩm của Sơn Đông. Thế là cả tất cả ý tưởng nội thất của bác đây thì cũng đều theo một cái lối là gọi là hoàng gia đúng không? Đúng rồi, không, nó là một phần của hoàng gia thôi. Dạ. Nhưng mà nó là trường phái Art Deco. Dạ. Dạ, ok, mà em mời bác đi vào trong phần trong khu nhà bếp nhá. Đây là cái phòng khách. Vâng. Bác đi vào trong này thì ở đây cũng rất là nhiều, thứ nhất là tủ rượu, bàn ăn và những cái kệ rất là hoành tráng. Ý tưởng ra cái tủ rượu thì thông thường á là từ trước đến nay là giữa cái bếp và cái phòng ăn là hay có một cái quầy bar. Yeah. Đó là truyền thông. Thế nhưng mà mình thì có cái do có cái đường đi đằng sau đi lên này, cho nên là nếu để cái quầy bar thì nó sẽ thông với lại cái trong cái bếp, cho nên cái người mà nấu bếp người ta sẽ mất đi cái tự nhiên. Cho nên là cái thiết kế là đây nó là cái tủ rượu, nhưng mà nó là cái vách ngăn là cái tấm bình phong để trưng bày. Cửa lấy là lấy ở phía trong chứ không lấy ở phía ngoài. Yeah. Đó là cái ý đồ là nó vừa lấy được đồ, vừa trưng được đồ, mà vừa là tạo thành cái vách ngăn, gọi là ba trong một đấy. Yeah. Thì cái phần trong này cũng toàn bộ đều là gỗ hết. Dạ. Yeah. Đây cả một cái không gian rồi, tủ kệ thông minh. Thông thường ấy, thì các nhà thiết kế hay thiết kế cái tủ bếp nó nằm ở một cái tầm với nó chừng khoảng 2 mét mấy, còn để trên một cái khoảng dư rất là lớn, thì cái khoảng dư đó là sau một thời gian sử dụng là bụi nó bám rất là nhiều, cho nên là mình quyết định là đặt Sơn Đông là thiết kế làm cho nó tới trần luôn. Mặc dù ở trên kia mình không sử dụng nhưng nó là trang trí về thẩm mỹ, nó đẹp và đồng thời như vậy là nó sẽ chống được bụi. Dạ. Hoặc là có những cái đồ gì mà ít dùng thì mình đặt lên trên đó rất là đẹp. Thì cái tủ này là ý tưởng nó là cái tủ khô. Dạ. Đó, chủ yếu là để mì tôm thôi. Dạ. Đó. Cái tủ này thì mình cũng đóng trong một cái khung, tức là cũng phải là đo chân nóng giày may áo số, rồi phải đi ra và xin cái kích thước trước, rồi bắt đầu mới cho kích thước để cho bên gỗ làm. Yeah. Bên mộc làm thì cái tông màu của cái này là có màu gỗ, màu trắng và màu đen, có ba cái tông màu trong cái bếp này. Có cái bộ bàn ăn này thì có hoành tráng. Đây là bộ bàn ăn. Đây một bàn ăn thì
được đặt bên Sơn Đông. Mặt bàn là một tấm gỗ nguyên khối gõ đỏ. Và các cái ghế này thì cũng được đặt làm rất là chi tiết, là nguyên một miếng ván. Ván liền. Dạ. Để chạm xuống thì cái ghế nó hơi lặng. Dạ. Tựa lưng cũng là liền. Dạ. Thì bộ bàn ghế này là có 2 ghế chủ và 10 ghế đơn. Đơn. Dạ. Có nghĩa là thông thường thì vua ngày xưa là có rất là nhiều con cái, nhưng mình bây giờ là 2 ông bà là chỉ ngồi với 2 đứa con mà 40 ghế là 8 cái. Cái tủ rượu rất là đẹp, hoành tráng. Thì khi mọi người nhìn nghĩ rằng là ông chủ nhà này là bẩm nhậu rất là nhiều việc. Thế nhưng mà cũng có người ta lập luận rằng là tại vì ông không biết uống thì còn rượu, chứ nếu biết uống thì làm gì còn rượu để chưng. Đây là trà. Dạ. Cái bia lên trên phòng trên tham quan một chút bác nhé. Lên trên lầu. Đúng rồi. Dạ. Lầu 1 là 2 phòng. Bên phòng này là phòng của con gái. Bên này phòng là con trai. Bên phòng con gái trước. Dạ. Ở đây chính là phòng của công chúa. Đây là phòng của con gái. Thì lúc đầu là thiết kế là màu gỗ. Đấy. Thì khi mà ý tưởng của con gái là thấy không thích màu gỗ, nữ thì thích màu trắng, bọc da. Thì cũng rất là cảm ơn Sơn Đông là cũng rất là nhiệt tình. Mặc dù là đã hoàn thiện màu gỗ rồi, nhưng khi mà có yêu cầu của khách hàng thì là chuyển toàn bộ cái sản phẩm này về sơn thành màu trắng. Đây là bọc da thật 100%. Thì nói chung là nếu mà người chơi gỗ thì nó hơi lãng phí. Dạ. Gỗ gõ đỏ mà đi sơn trắng thì đúng là nó lãng phí thật. Dạ đúng rồi. Đấy, qua bên phòng đây, phòng con trai. Nhà thì tông màu là tông màu gỗ và cũng bọc da. Cái giường này kích thước là hơi khác cái giường ở ngoài thị trường. Đó là kích thước mà nó là về chiều này là 2m2, chiều này là 2m. Nó cũng là gỗ đỏ bọc da. Khá là rộng rãi nha kìa. Rộng rãi thoải mái luôn. Dạ. Tủ tivi rất là đẹp. Cái tủ tivi là có cái chân nó rất là thánh thót. Dạ. Đây là cái phong cách hoàng gia hay phong cách rất là Louis. Dạ. Có thể gọi là hoàng gia cũng được hay là gọi là Louis cũng được. Dạ. Bác như cái phòng nào bác cũng có thiết kế cái vách ngăn này. Đúng rồi. Dạ. Đây là cái vách ngăn này để khi ngủ là không đối diện với lại cái cửa của nhà vệ sinh, nhưng nó che chắn lại. Ở phía ngoài kia là một cái kệ trên sách vở đây. Trong này là cái tủ tivi. Ở ngoài này là kệ là cái tủ sách. Thiết kế cái này cũng là ba trong một luôn. Ở trên này thì cũng có thể để đồ. Hai bên tủ kính. Hai bên tủ kính. Ở kia là để sách. Ở dưới là hộp kéo. Ở cái đây nữa có một cái tủ rất là lớn. Cái này cũng là một cái kệ sách. Thì con trai của anh là nó có rất là ham đọc sách. Dạ. Nên là có nhiều sách phải đóng hai cái tủ như vậy. Như ở trong này là hoàn là cái hệ thống tủ áo. Tất cả là đều phun hết lên. Đấy. Đều phun lên tới đỉnh luôn để chống bụi và đồng thời là sẽ lấy được để được những cái đồ mà mình ví dụ như đồ đi du lịch, vali hoặc là túi sách hoặc là những cái mà ít sử dụng tới mình để đến đó. Dạ. Còn riêng đặc biệt cái lavabo. Lavabo này quá đặc biệt. Cũng hơi khác mọi người một chút. Dạ. Cái lavabo là sau khi đóng xong thì có một cái này để lên để trong này là mình có thể để khăn tắm hoặc là để những cái dụng cụ phục vụ cho cái vệ sinh cá nhân. Dạ. Từ ngày trước giờ em chưa thấy ai làm lavabo bằng gỗ này đâu. Dạ. Đây là một cái mà cũng là một cái ý tưởng của mình. Cho rằng là nó phù hợp với lại cái công năng sử dụng của dạ, mình. Dạ. Rất là cảm ơn bác. Đây là phần lầu 1. Rồi còn bác trên còn lầu 2 nữa. Lầu 2.
cái giường này cũng rất là đẹp, cũng sơn đồng, cô sơn đồng cung cấp, cũng là một chiều là 2m và chiều 2m2. Hiện nay là chưa có nệm gì cả. Đấy. Vì khi đặt cái nệm này về đây thì bên nhà sản xuất người ta phải đo rồi để người ta làm riêng cho mình, chứ ở ngoài thị trường không bán, cho nên là chờ rất là lâu. Và mỗi phòng là một cái kệ tivi như thế này. Rồi, đây. Phòng, mỗi phòng là có một cái tivi, là không có ai xem chung với ai cả. Dạ. Đây cũng là cái thiết kế kiểu Louis, chân Louis, và phong cách hoàng gia. Bác ở đây là có cả một hệ thống cái phòng thông thông phòng luôn. Vâng. Đây, đây là cái phòng thay đồ. Dạ. Đây. Đây là cái tủ này là cái tủ nữ trang. Thì thông thường ấy là từ trước đến nay tủ nữ trang là trên mặt này là kính. Để khi mình nhìn vào đây là mình lựa chọn những cái sản phẩm nào, khi mà cần đi dự tiệc hay cần đi đâu đó thì mình lựa chọn. Và tuy nhiên thì mình thấy nó hơi lãng phí, cho nên mình sẽ dùng cái mặt này bằng gỗ. Để khi mình lấy đồ mình thay chẳng hạn, lấy đồ thay thì để lên đây. Dạ. Lựa chọn đồ là nó tiện lợi hơn. Cái thứ hai nữa là tất cả các cái đồ nữ trang á thì mình bỏ vào cái này, rất là nhiều ngăn kéo, rất là nhiều những cái hộp kéo này, nên là đây là mỗi thứ mình có thể bỏ ở đây. Đấy, ở bên ngoài thì mình sẽ có cái thông tin ở bên trong là cái gì đó, cái cần đấy. Còn đây là cái chỗ này là ý tưởng ở đây là cái kệ để các cái quý sách, đúng sách không? Thì phụ nữ mà, nhưng mà bà xã thì cũng là tín đồ của các cái thương hiệu quý sách, cho nên là mỗi một lần đi chơi, đi dã hội, đi tiệc thì là sẽ có một cái kiểu túi khác nhau. Chứ để đây để dễ nhận thấy là sách đi thôi. Dạ. Trưng bày đây cũng là kệ túi sách. Dạ. Đó. Còn bên này đây là cái biết tủ này từ gì không? Bình nước uống ạ. Không. Em đoán xem nó là cái gì? Thì em chưa thấy bây giờ. Đây là cái tủ hấp quần áo. Cái này là những cái quần áo mà không thể giặt được máy giặt, không thể giặt được bằng nước, thì bỏ vào đây. Một lần giặt thì được có 3 bộ thôi. Giặt ủi luôn. Thì khi em bỏ, ví dụ như mặc đồ len, đồ da, đồ vét tông cho vào đây. Cái này là sau đó em đóng cửa lại, em bật điện lên thì nó sẽ sử dụng các cái hơi nước và cái sự rung lắc cao tần để làm cho bụi bẩn nó rớt xuống, không phải giặt. Còn đây là cái bàn làm việc. Bàn làm việc. Đây là còn thiếu một cái ghế nữa đúng không ạ bác? Đây là bàn làm việc, nhưng mà cái ghế thì ghế cũ, phần nông chưa đóng nên là ngồi tạm. Thì trước mặt sẽ là một cái màn hình tivi được kết nối với các cái hệ thống mạng nội bộ, net nội bộ, rồi là internet. Thì ngồi đây mình có thể xem được tất cả, theo dõi được tất cả những hoạt động của công ty em từ ở trong nước, các tỉnh và các cái khu vực. Và đây có một cái cửa để thông sang phòng thờ, nên là khi mình làm việc mình cảm thấy nó căng thẳng thì mình sang phòng thờ bên này để tĩnh tâm. Dạ. Cậu chờ hồi chán quá bác. Đây là phòng thờ, thờ Phật, thờ gia tiên. Đây là bác cũng là ốp tường hết này. Đây cũng là ốp gỗ, gỗ đỏ. Thì trong phòng thờ thì theo đúng cái truyền thống của người Việt, ở trên bên tay trái là có một cái câu đối, thì phải có câu đối. Thì đây mình sử dụng cái câu đối là tổ tiên công đức thiên niên thịnh, bên kia là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh, bên trên là đức lưu quang.
Đức độ tỏa sáng. À, Đức độ tỏa sáng, tiểu viên thất tổ là đó. Thế còn đây hai bên này là hai câu đối của ông nội anh. Yeah. Ngày xưa thì ông dạy các con cháu là xây đắp nền nhân noi nếp cũ. Và bên này là mở mang cửa nghĩa lớn thêm ra. Rất là ý nghĩa. Còn tại sao mọi người là đây, tại sao trong vùng thờ này có cái lago bô? Cái này thì cũng rất là nhiều người hỏi. Thì cái mục đích về cái lavabo này không phải để là rửa tay, mà cái lavabo này là để rửa những cái đồ của phòng thờ ở đây thôi. Tức là lavabo chuyên phục vụ cho phòng thờ. Nó là cái ý tưởng. Thế là cũng đã đi một vòng của cái không gian nhà bác rồi. Dạ, mình chờ xuống dưới.